Thưa quý vị, dự án đường quy hoạch số 14 thị trấn Long Hải, huyện Long Điền được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt đầu tư năm 2012. Dự án triển khai thi công từ tháng 6 năm 2021, dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Thực hiện dự án này tại thị trấn Long Hải có 65 hộ gia đình và tổ chức có đất bị thu hồi. Đến thời điểm hiện tại, tiến độ thi công dự án đã đạt 90%, hiện chỉ còn 75m ở đầu tuyến đường chưa thi công do có 10 hộ gia đình không đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Để kịp hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, ngày 25 tháng 11, ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Điền cùng lãnh đạo một số phòng ban huyện và thị trấn Long Hải đã đối thoại với các hộ dân này. Gặp gỡ lãnh đạo huyện Long Điền, 10 hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án đường quy hoạch số 14 thị trấn Long Hải cho biết sẽ nhận tiền và bàn giao mặt bằng thi công dự án với điều kiện huyện sẽ bố trí tái định cư, đất ở mới cho các hộ bị thu hồi nhiều đất, hỗ trợ người dân thực hiện lại thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần diện tích còn lại sau khi thu hồi, đền bù kiến trúc trên đất bị thu hồi. Sau khi lắng nghe ý kiến kiến nghị của các hộ dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Long Điền đã thông tin về các quy định của nhà nước liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo huyện yêu cầu các phòng ban chuyên môn phối hợp với các sở ngành tiến hành rà soát, xác minh làm rõ những thắc mắc khiếu nại của người dân nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân theo đúng quy định của pháp luật. Những trường hợp nào nhà cửa hoặc kiến trúc mà không ảnh hưởng đến chỗ ở của bà con mình thì bà con mình ủng hộ để bàn giao mặt bằng, rồi đất đai và kiến trúc, rồi trên cơ sở số tiền bồi thường nhà nước là tính toán cho bà con để bà con có thể ổn định bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công. Còn những cái trường hợp mà liên quan đến giải tỏa nhà cửa mà thì huyện là nghiên cứu ý kiến kiến nghị của bà con để làm sao giải quyết chỗ ở mới, đất ở mới.